thời gian 5 phút sẽ được tính từ thời điểm tài xế đến đúng điểm đón như khách hàng đặt trên ứng dụng Grab. Khách hàng cũng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Grab về thời gian cần phải có mặt ở điểm đón. Thời gian qua, xảy ra tình trạng một số trường hợp khách hàng đặt xe nhưng lại không xuất hiện tại điểm đón hoặc để các tài xế chờ quá lâu, khiến tài xế không chỉ mất công sức chạy đến điểm đón mà còn hao phí tiền xăng. Nói chung là về có lợi cho tài xế, về đứng lên với tài xế thì mà đó là như mình mới vừa trải nghiệm lại thì có nhiều cuộc người ta đặt ảo để anh em tài xế là khó khăn gọi điện không được, nhưng mà nếu mà vào nghỉ như lúc trước là nó có hai tỷ lệ nghỉ được phần trăm với nghỉ thì anh em tài xế sẽ bị trừ mất phần trăm, còn giờ có cái mới này thì đỡ cho một phần. Nhiều khách người ta đặt lâu chờ lâu, cái đó thì làm khách hàng nói tài xế là chờ hơn 5-10 phút gì đó thì có thể chờ được, còn mà như cái đồ tự động đó thì nó vẫn có lợi cho tài xế hơn. Phí xe chờ quá 5 phút sẽ được áp dụng trên toàn quốc với mức phí 10.000 đồng với dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar 7 chỗ và Just Grab, hoặc 3.000 đồng với dịch vụ GrabBuy và GrabBuy Premium. Mức phí này sẽ trừ trực tiếp thông qua phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn chuyến xe. Tài xế sẽ nhận được 100% số tiền thu từ phí này. Nếu phương thức thanh toán là tiền mặt, mức phí này sẽ được cộng vào chi phí của chuyến đi tiếp theo. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán phí, tài khoản của khách hàng sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa tính năng đặt xe trên ứng dụng Grab.